Vòng bán kết chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam đã kết thúc. 16 tiết mục xuất sắc nhất chính thức lộ diện. Tám nhóm thí sinh đầu tiên đã rất sẵn sàng để tranh tài trong đêm chung kết 1. Tài năng nào sẽ tỏa sáng và tiếp tục chinh phục quý vị? Đón xem đêm chung kết 1 chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam được phát sóng trực tiếp vào 21h15 thứ 6 ngày 29 tháng 4 2016 trên kênh VTV3.